Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hai Tết Channel nhé. Thì trong video clip hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn tải và cài đặt cái ứng dụng để xem camera KB Vision qua điện thoại nhé. Đó, thì ứng dụng mà để xem camera KB Vision qua điện thoại là KB, các bạn vô App Store, các bạn gõ KB là các bạn sẽ thấy cái phần mềm là KB View Line nè. Sau đó các bạn tải cái phần mềm này về. Đó. Tải rất là nhanh nha các bạn. Đó, sau khi mà tải thành công thì các bạn nhấn vào nút mở nha. Đó. Rồi, nó tự nó log vô cái tài khoản luôn nè. Đó, thì bây giờ các bạn đã có thể vào được cái phần mềm KB trên điện thoại nè. Đó, bây giờ các bạn muốn coi camera thì các bạn bấm vào dấu cộng và các bạn quét cái mã QR code đó. Đây, trước đây mình đã từng cài cái phần mềm này rồi. Nên là mình sẽ coi cái camera gia đình của mình nha. Coi nó còn hiển thị không nha. Này, hiển thị nè các bạn. Có một số cam nó đã bị lỗi rồi. Đó, các bạn thấy không? Làm lại nha. Cam 3, cam 4 nó không có. Nó mang mất kết nối, nó màu đen thôi. Đó, cam 1, cam 2 nè các bạn thấy không? Đó. Đó, thì cái này là mình hướng dẫn cho các bạn cơ bộ cái cách để mà tải và cài đặt phần mềm KB Vision thôi. Còn làm sao để mà quét cái mã KB Vision để xem trên điện thoại á, thì các bạn vui lòng đón xem cái clip sau của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.